Xin chào tất cả các bác. Nào, sau khi làm xong bộ trống rồi thì hôm nay mình có thời gian rảnh rảnh một chút để setup và test tí sao bộ trống. Tại nhiều bác cứ bắt test quá, làm xong thì mệt mỏi, nhiều khi cũng không muốn test vội. Thì hôm nay là rảnh một chút thì mình cũng test và cũng sơ qua sao và cũng chia sẻ một chút về bộ trống. Thì hiện tại trống sau khi mình làm xong ấy, thì mình sử dụng mặt thì đương nhiên là phải mặt mua rồi, các bạn không thể làm mặt được. Mặt thì ở đây mình sử dụng toàn mặt chất lượng nó kém thôi. Ví dụ như cái mặt này là mặt trống của Sono, mặt theo bộ trống Sono ấy, thì cái chất lượng nó không thể nào bằng được. Thì các mặt các bạn sử dụng mặt tên tuổi như là mặt Even hay là mặt Remo hay là mặt Aquarian thì cái mặt này là mình xin được của anh bạn. Đấy, cái mặt này xin được, nó theo bộ trống Sono thôi. Còn hàng theo trống các bạn biết rồi đấy, trống thì mặt, còn cái mặt của 14 này thì nó cũng chẳng có tên tuổi gì cả, không có tên tuổi các bác nhé, không có tên tuổi hãng nhất gì cả, nó là mặt kém chất lượng cơ, rất là kém. Rồi cái mặt Snare 12 này ấy, thì còn là mặt của Even. Thực ra thì Snare là các bác nên dùng mặt tốt thì tiếng mới hay được. Cái mặt kích của mình cũng vậy, cũng chẳng có tên tuổi gì cả nhé, mặt không, hoàn toàn không có tên tuổi nhãn mác gì cả. Và một điều nữa là ở trong lòng cái kích ấy, thì mình để nguyên mộc của thân của trống, mình không có nhét mút nước gì cả ở trong cả. Nhiều bác sử dụng kích các bác hay nhét mút vào trong để cho tiếng nó ấm hay là gì đó thì mình không rõ lắm, nhưng mà mình thì dùng là mình không nhét, hoàn toàn không nhét một tí nào cả, tất cả mấy cái kích sử dụng đều không nhét mút vào trong. Và mặt sau trống thì mình cũng không quét lỗ thông hơi luôn, để nguyên vậy. Bây giờ mình test sơ qua một chút cho các bác thử nghe âm thanh. Đây là mình test âm thanh nha, chứ không phải là các bác coi mình đánh, thì mình đánh rất là cùi mía. Mình chưa test thử mỗi mặt 3 độ, 2 độ mạnh nhẹ, nhẹ và nhẹ hẳn luôn. Lâu không đánh chân tay nó cứ rệu rã rồi đấy. Cảm ơn các bác đã theo dõi.